lại với channel của Hà My, cô bé bán kính. Và ngày hôm nay thì My sẽ review cho mọi người một cái siêu phẩm đến từ hãng Cuborium. Và đây là một cái mẫu season 2023, tuy rất là mới nhưng mà lại không mới. Lý do mà tại sao bạn My lại nói mới mà không mới thì bạn My sẽ bật mí trong cái phần tiếp theo của video, nhưng mọi người nhớ xem hết video này nha. Và đây là một cái mẫu box năm 2023 của hãng này. Thực ra thì khi mà mọi người đã xem cái video trước của Hà My về Cuborium, mọi người sẽ thấy là bạn My giới thiệu rất là kỹ về hãng này. Bởi vì bản chất là hãng này có rất là nhiều điều để chúng ta có thể nói với nhau. Hãng này là một trong những cái hãng mà được My yêu thích nhất, bởi vì những cái chi tiết của nó là những cái chi tiết có thể là làm tỉ mỉ, 100% là thủ công. Và những cái chi tiết rất là tinh tế, từ những ví dụ như là từ hộp này hay là đính kính. Và đây là một cái chiếc hộp của hãng này, họ không có gì thay đổi từ năm này qua năm khác. Và một chiếc hộp dễ nhận biết nhất với một cái tên của hãng ở trên hộp, duy nhất cái tên ở ngoài ra không có gì khác luôn mọi người ạ. Và đến cả cái chiếc hộp này thì cũng được làm là để với tinh thần là rất là yêu thiên nhiên, có thể làm từ những cái chất liệu là bảo vệ môi trường. Đây, năm nay thì hãng này có một cái mới hơn một chút với season 2023, đó là trên mỗi một hộp ấy thì sẽ có thêm một cái phần là có thêm một phần dán và có thêm tag và mã vạch như này nữa. Với những season cũ thì là chỉ có bóc không thôi mọi người. Và ở trên phần này thì sẽ có một cái, thông thường là sẽ có một cái đánh dấu để chúng ta có thể phân biệt được là cái hãng, cái mẫu đấy là mẫu nào. Nhưng mà season 2023 thì có thêm cái này nữa. Đó. Trước khi mà bạn My giới thiệu mẫu kính đáo thì chúng ta sẽ review tiếp cái hộp như thế nào nhé. Với những bạn mà đã chưa từng xem những cái video khác về Cuborium của Hà My ấy, thì mọi người sẽ rất là thắc mắc, bởi vì không biết là tại sao mà cái hãng mà đắt tiền như thế này thì nó có gì khác hay không. Có gì khác những hãng khác hay không thì thôi, chúng ta sẽ cùng xem từ đầu đến cuối để xem nó khác như thế nào nhé. Đây là cái bộ sản phẩm, cái box và phụ kiện của hãng này thì sẽ luôn luôn có cái này. Đây là một cái giấy chứng nhận sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của Cuborium. Với những bạn mà mua cái này ở store ấy, thì sẽ có thêm cái địa chỉ này, ngày mua và cái tên của sản phẩm này. Nhưng mà cái này là mình mua online nên là sẽ như thế này thôi mọi người nhá. Tiếp theo là có một cái tờ giấy. Đây là một cái hãng mà rất là yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nên luôn luôn có cái tờ giấy này trong mọi cái box của Cubo. Đây là một cái tờ giấy để giới thiệu về cái chương trình mà để bảo vệ môi trường trên toàn cầu của họ. Với những bạn mà đã xem rồi thì sẽ biết đây là một cái câu chuyện bắt đầu chương trình trồng cây để tạo khí CO2 trên toàn cầu như thế nào, nó khá là dài. Mọi người nhớ hãy tặng cho mình một cái sản phẩm của Cubo để xem cái câu chuyện nó như nào nhé. Và đây là một cái câu chuyện mà khá gọi là rất là truyền cảm hứng đó mọi người ạ. Tiếp theo đây sẽ là một cái khăn, với khăn giấy, khăn vải sorry nha. Thông thường với những hãng khác thì sẽ luôn luôn ở đây sẽ làm được bằng túi ni lông hoặc là không có gì cả, nhưng mà bởi vì đây là một cái hãng mà bảo vệ môi trường nên sẽ được bảo vệ, sẽ được bảo bằng giấy nén nha mọi người, bằng giấy nén. Họ làm rất là đơn sơ nhưng một cực kỳ tinh tế. Và như mọi người biết ấy, thì châu Âu thì rất là thích những gì mà thuộc về tự nhiên và handmade, và những gì mà mang giá trị handmade thì luôn luôn là đắt hơn rất là nhiều. Và cái tờ này thì sẽ như bất kỳ những cái hãng nào khác, đó là một cái tờ giấy mà giới thiệu về hãng, giới thiệu và phân loại cách bảo quản này, hướng dẫn cái cách sử dụng bằng rất là nhiều thứ tiếng. Tiếp theo là đến cái box. Sau khi mà đã ăn bóc một vài mẫu của season 2023 thì My thấy là cái bóc của năm mới nó cũng xem năm cũ, nhưng có một cái khác chút là cái bóc của năm 2023 này nó to hơn mọi người ạ. Bóc năm 2022 là nó đến khoảng đây bên này, 2023 là cao hơn như này. Và tất cả đều làm bằng da nhá, làm bằng da. Và trên này thì có chữ Cuborium được dập chìm, và cái slogan của hãng Dreamer in Michelin và Handmade in Italy. Đó, đây là ở bên trong này. Thường ấy, những cái mẫu mà bọc nhung này thì sẽ hay bị dính bụi nhung vào kính, nhưng mà nó rất là êm, đó là ưu điểm của mình. Và tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm chính mà hôm nay Hà My unbox để giới thiệu cho mọi người, Cuborium Mask P8. Và Cuborium Mask P8 thì là một trong những mẫu bán chạy nhất bestseller của hãng này.
Chính vì thế mà My nói là mới mà không mới, bởi vì mới vì sao? Mới là bởi vì là season 2023 thì sẽ ra mới. Hãng này có một cái rất là hay là với những cái mẫu mà được yêu thích nhất ấy, thì mỗi một năm thì họ sẽ ra cái màu, những cái màu mới, và họ sẽ không ra lại những mẫu cũ nữa mọi người. Những màu cũ, ví dụ như là màu của season 20, 21, 22 gì đó thì họ sẽ không ra lại nữa, mà họ sẽ thay bằng những màu khác. Đó, hôm nay thì bạn My sẽ giới thiệu tới mọi người hai màu của mẫu P8. Đây là hai màu của season 2023. Đều là kính dâm nha mọi người. Video sau thì chắc là mình sẽ làm kính cận, nhưng hôm nay mình sẽ làm kính dâm. Đây là hai màu bạn My mới về. Còn mình sẽ giới thiệu một cái trước nhá. Đây là mẫu BSGH là mã màu. Cái thông số của nó là 53 17 145. Đây mình sẽ cho cầm gần và cầm xa để cho mọi người xem nhé. Ở phần cuối video thì team của Hà My sẽ up rất là nhiều thêm những cái hình ảnh để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn cái chiếc kính này. Đó. Đây là màu mới season năm nay này, với cái mix màu rất là tông sạch tông. Mỗi một chiếc kính thì mix màu cực kỳ đẹp và khác nhau. Chiếc này thì có góc màu đen, cái này gọi là gì, cái chuôi là màu này, mix hai màu với nhau. Đây là gọi là màu đổi màu, nhưng mà đen xám nha mọi người, đen trắng xám, và đó, sau đó là đến màu đen, và cái phần xuyên qua này, cái đầu nó là màu đỏ đó. Và đây, cái màu đỏ này là một cái chi tiết nổi bật nhất ở hai bên của chiếc kính này. Còn chiếc kính màu này đó, mình cầm là màu BWS, thì cái viền là màu nâu, cái phần đầu này lại là màu xanh, và cái phần xuyên qua này mọi người không biết là nhìn ở trong video có rõ không, lát nữa mọi người sớm xem hình nhá, thì cái phần chuôi ở trên này là màu đen, và phần đuôi là màu đồi mồi vàng và nâu. Với cái không biết là mọi người đã xem những cái video trước về P8 chưa, nhưng bạn My sẽ giới thiệu lại một chút nữa, đó là cái cảm hứng mà để thiết kế lên một cái mẫu mà siêu đẹp, siêu đặc biệt này, đó là được lấy cảm hứng từ những cái cây cụ trụ cột chứ không phải cụ cột những được lấy cảm hứng từ những trụ cột, từ những cái tòa nhà của Hy Lạp, từ những năm trước công nguyên. Thế nên là nó có một cái phần phình to ra rất là độc đáo và lạ như thế này. Bạn sẽ thử lên cho mọi người xem nhé. Và cái chiếc kính này ấy thì là cũng có một cái đặc điểm khá là hay của những cái mẫu P8, đó là cái tròng, cái gọng. Đây này mọi người này, cái gọng có thể điều chỉnh góc dài góc vào để nó có thể phù hợp với cả khuôn mặt chúng ta khi mà đeo được. Mẫu này thì khá là ôm mọi người ạ. Mẫu một khuôn mặt nhỏ như thế này là khá là ôm. Mọi người nếu đeo cái màu nâu lên rất là sáng mắt, và cái tròng của nó là tròng màu xám mix với cả cái viền màu nâu rất là tông sạch tông luôn. Tôi vừa soi gương xong xinh lắm luôn. Cái tròng này rất là xinh, và mọi người có thể thấy là cái viền màu nâu này sẽ làm cho một khuôn mặt rất là nổi bật mà không cần make up. Với những bạn mà có cái màu da hơi bị tối một chút, hoặc là màu da xanh xanh như bạn Hà My, thì cái lựa chọn đầu tiên ấy là nên chọn những cái viền màu nâu như này. Nó rất là sáng và bắt sáng luôn ấy, bắt sáng đối với làn da của chúng ta. Và mẫu kính này thì phù hợp với rất là nhiều khuôn mặt, vì cái dáng kính này là một dáng kính này chắc là cũng phải gọi là kinh điển đấy. Mặt tròn này, mặt dài này, mặt trái xoan và mặt kim cương đều có thể cân được mẫu kính này. Và cái điểm nhấn của cái mẫu kính này không chỉ ở cái viền, mà là cái phần mối, phần đầu mối này màu xanh ngọc ở hai bên rất là đặc biệt. Đây cũng là một cái điểm mà được yêu thích nhất ở mẫu P8 này. Và mọi người hãy xem thử làm video lên màu nào đẹp hơn nhá. My đã làm khá là nhiều video về mẫu P8 này rồi, nhưng mà cứ ra màu mới là lại phải làm, vì mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Vì đây là một trong những mẫu mà được yêu thích nhất của hãng này mà. Và mọi người biết không, để mà mua được cái mẫu bất kỳ của hãng Kubota này khá là khó. Thứ nhất là hãng này sản xuất cái số lượng rất là ít. Thứ hai là vì là làm thủ công, thế nên là cái thời gian để mà sản xuất nó khá là lâu. Nên với có những mẫu mà My phải đặt hàng và chờ nằm trong waitlist khá là lâu thì có thể nhận được và cầm trên tay và review cho mọi người xem về những mẫu kính này. Và đây là màu viền màu đen nha mọi người. Cái mắt của nó màu hơi sáng sáng nhỉ. Xem cầm lên nó màu sáng hơn một chút ạ. Và mọi
mọi người thấy không? À, trong cái mẫu này ấy, cái mẫu mà bạn My đang đeo này thì cái len, cái tròng ở trong thì nó tối hơn cái màu nâu này một chút. Đó. Mẫu này thì dành cho những bạn nào thích sự an toàn, nhưng mà thực tế ra để mà nói thì Cubon Loom giống như là một cái lớp mặt nạ để chúng ta có thể hiện, chúng ta có thể thể hiện bản thân này, thể hiện cá tính của chúng ta do ra với các tất cả mọi người. Thế nên chúng ta không cần phải có những cái sự lựa chọn quá là an toàn. Và chiếc kính này thì cũng có một cái điểm nổi bật như là cái mẫu này, đó là cái phần đầu mối này đen lại đi với đỏ mọi người, đó mọi người thấy không, đen đi với đỏ. Và cái phần này là mix màu đồi mối như là đồi mối đen trắng nhá, đơn sắc. Còn cái mẫu này bởi vì là viền của nó là màu nâu rồi nên cái phần chuôi này mix đồi mối nhưng mà nó cũng là màu vàng và màu nâu, để tông sệt tông với cả cái phần mắt kính luôn. Đó là một trong những cái chi tiết rất là một trong những đặc điểm rất là tinh tế mà hãng này luôn luôn cải cắm vào từng sản phẩm, và mỗi một sản phẩm luôn luôn có ý nghĩa rất là khác nhau. Và mọi người thấy là cái màu nào sẽ phù hợp với mình không? Người có muốn review thêm về một sản phẩm nào đó của Cuboy không ạ? Hoặc là một sản phẩm khác của brand khác không? Mọi người hãy nhớ là subscribe kênh của Hà My Cô Bé Bán Kính nha. Và rất là vui và rất là mong được gặp lại mọi người trong những video sau ạ.